Đã trên dưới 30 năm kể từ khi bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại với đấu trường, khu vực cũng như là trên thế giới. Suốt gần 3 thập kỷ, chúng ta đã trải qua biết bao những trận cầu kịch tính và tràn đầy cảm xúc. Có những chiến thắng được xem là lịch sử, song cũng có thất bại đem đến cho người hâm mộ sự tiếc nuối khôn nguôi. Dưới đây là những khoảnh khắc để đời trong lịch sử bóng đá Việt Nam của đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam trên tất cả các đấu trường. Việt Nam thắng Thái Lan với tỷ số 3-0, bán kết Tiger Cup năm 1998. Kể từ năm 1989, bóng đá Việt Nam đã hội nhập trở lại đấu trường khu vực. Thực tế, dưới sự dẫn dắt của các huấn luyện viên ngoại như Edson Tavares, Karl-Heinz Wegen, thì đội tuyển Việt Nam đã có những chiến tích đáng nhớ, đặc biệt là tấm huy chương bạc ở SEA Games năm 1995 và huy chương đồng Tiger Cup 1996. Nhưng với lứa Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Sĩ Hùng thì trận đấu ấn tượng nhất trong sự nghiệp chỉ đến với họ sau đó 2 năm. Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu tầm cỡ khu vực với tên gọi lúc bấy giờ là Tiger Cup năm 1998. Ở trận bán kết, Việt Nam chạm trán với Thái Lan, đối thủ được xem là thế lực ở đấu trường Đông Nam Á. Đêm quốc khánh tại sân Hàng Đẩy đã diễn ra không thể tuyệt vời hơn khi các học trò của huấn luyện viên Alfredo chơi thăm hoa vượt sức tưởng tượng. Tiền vệ Trương Việt Hoàng ghi bàn thắng để đời với cú vô lê ngoài vùng cấm địa. Sang hiệp 2, Hồng Sơn và Văn Sĩ Hùng ghi liên tiếp hai bàn nữa để nhấn chìm đương kim vô địch Thái Lan với tỷ số 3-0. Hình ảnh Hồng Sơn sau khi xoay người dứt điểm và góp chết khung thành Thái Lan rồi đứng yên ngang, hai cánh tay làm động tác cầm súng chiến đấu, đến bây giờ vẫn khắc khoải trong tâm trí người yêu bóng đá Việt Nam. Đúng, những chàng lính khoác trên mình chiếc áo đỏ đã chơi đầy quả cảm, quyết tâm và đầy cống hiến. Họ đã làm nên một đêm Hàng Đẩy đầy thăng hoa. Việt Nam thắng Hàn Quốc với tỷ số 1-0 vòng loại Asian Cup 2004. Một lần nữa, cái tên Văn Quyến lại mang đến niềm hạnh phúc vô bờ cho người hâm mộ nước nhà. Pha lập công của anh sau đường chuyền của Tuấn Phong đã giúp cho Việt Nam, thực chất là đội U23, lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Hàn Quốc trong một giải đấu chính thức. Đáng tiếc rằng chúng ta vẫn phải dừng bước ở vòng loại Asian Cup 2004. Việt Nam thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 2-0 vòng bảng Asian Cup 2007. Với vai trò là 1/4 đội chủ nhà, đội tuyển Việt Nam đã có lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở một vòng chung kết Asian Cup và ngay lập tức chúng ta đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 2-0 ở trận mở màn. Hai bàn thắng của Huỳnh Quang Thanh và Lê Công Vinh sau dấu ấn kiến tạo của Nguyễn Minh Phương đã giúp cho đội tuyển Việt Nam vượt qua đội bóng sức mạnh đến từ Tây Á. Chính thắng lợi đó đã khởi đầu cho câu chuyện thần kỳ sau đó, khi ngay ở lần đầu tiên dự giải, Việt Nam đã xuất sắc góp mặt ở vòng tứ kết, điều mà ba đội đông chủ nhà khác không thể làm được. Việt Nam hòa Thái Lan 1-1, chung kết được về AFF Cup năm 2008. Sau nhiều lần lỡ hẹn, cuối cùng thì giấc mơ vàng cũng thành hiện thực với bóng đá Việt Nam, nhưng nó đến cũng đầy kịch tính và hồi hộp không kém. Đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 ngay trên sân khách ở lượt đi, những tưởng Việt Nam sẽ thuận lợi hơn khi tiếp đón đối thủ này ở chung kết lượt về. Song bất ngờ chúng ta đã phải nhận bàn thua ở phút 21. Sân Mỹ Đình sống trong sự hồi hộp và nghẹt thở, và bầu không khí chỉ vỡ òa đúng ở phút bù giờ thứ tư của trận đấu khi Công Vinh đánh đầu ngược tung lưới Thái Lan sau đường chuyền của Minh Phương. Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á. Olympic Việt Nam với tỷ số 4-1 trước Olympic Iran, Ajax năm 2014. Sau khi trở thành huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Toshiya Miura gần như lập tức tạo ra dấu ấn. Tại vòng bảng Ajax năm 2014, Olympic Việt Nam đã tạo ra cơn địa chấn ngay ở trận mở màn với chiến thắng 4-1 trước Olympic Iran. Đó cũng là lúc những Phi Sơn, Minh Tuấn, Hồng Quân, Huy Toàn khẳng định được giá trị bản thân mình. Sau chiến thắng bất ngờ ấy, Olympic Việt Nam tiếp tục gây sốc khi thắng Kyrgyzstan để lần đầu tiên trong lịch sử vào tứ kết một kỳ ASEAN. Cơn địa chấn của giải U23 châu Á năm 2018. Chúng ta nên gom chung giải U23 châu Á năm 2018 thành một, bởi ở giải đấu này có quá nhiều trận đấu lịch sử của U23 Việt Nam. Đó là chiến thắng trước Úc hùng mạnh, làm thịt ông kè Iraq và gã nhà giàu Qatar trên chấm luân lưu. Trước khi bước vào giải đấu ở Trung Quốc, không mấy ai để ý đến đội tuyển U23 Việt Nam. Đơn giản là bởi chính đứa cầu thủ này mới vài tháng trước còn thất bại tại SEA Games và chưa một lần đặt dấu ấn ở đấu trường châu lục. Nhưng rồi thầy trò của huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo nên một hành trình ấn tượng với việc tiến vào trận chung kết tranh chức vô địch. Dù để thua U23 Uzbekistan trong trận đấu tuyết phủ trắng Thường Châu, nhưng cách mà U23 Việt Nam kiên cường chiến đấu với đối thủ, chống chọi lại thời tiết khắc nghiệt đến cuối cùng đã thực sự khiến cho cả châu Á phải khâm phục.
Olympic Việt Nam thắng Olympic Nhật Bản với tỷ số 1-0 tại ASEAN năm 2018. Trong trận cuối của bảng D bóng đá nam ASEAN gặp Nhật Bản, Olympic Việt Nam giành chiến thắng 1-0 bằng pha lập công dễ dàng từ Quang Hải, qua đó khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu khi có 9 điểm. Một kỳ tích của bóng đá nước nhà, nó không qua khi lứa Quang Hải quả thực là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam bởi họ gần như đánh đầu thắng đấy. Vô địch AFF Cup năm 2018. Chỉ vài tháng sau, đội hình trẻ trung và giàu sức sống của đội tuyển Việt Nam đã giúp cho bóng đá nước nhà lần thứ 2 chinh phục cột mốc số 1 Đông Nam Á. Trên suốt hành trình kéo dài 2 tháng từ vòng bảng đến trận chung kết lượt đi và lượt về, đội tuyển Việt Nam đã cho thấy khát khao và sự tự tin mãnh liệt vào chức vô địch sau đúng 10 năm chờ đợi. Hòa 2 đều trên sân Malaysia và thắng 1-0 ở lượt về tại Mỹ Đình với pha lập công duy nhất của Anh Đức, đội tuyển Việt Nam đã chính thức trở thành nhà vô địch AFF Cup năm 2018. Theo truyền thông châu lục, lứa cầu thủ hiện tại sẽ còn giúp cho bóng đá Việt Nam thống trị khu vực trong nhiều năm nữa. U23 Việt Nam chạm trán với U23 Thái Lan vòng loại U23 châu Á năm 2020. Trước sự cổ vũ của hơn 4 vạn khán giả có mặt trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình tối ngày 26 tháng 3 năm 2019, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi một trận quá xuất sắc khiến cho đối phương trở tay không kịp. Và trận đấu kết thúc với tỷ số không tưởng 4 cho Việt Nam và 0 cho đội bóng đến từ xứ chùa vàng. Theo thống kê, đây là chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trong lịch sử đối đầu với người Thái. Ở Tiger Cup năm 1998, thế hệ Huỳnh Đức, Hồng Sơn từng đánh bại đối thủ với tỷ số 3-0 để giành quyền vào trận đấu cuối cùng. Hoành tráng là những gì mà chúng ta có thể nói về trận đấu này. Mới đây thì đội tuyển Việt Nam cũng đã thắng Thái Lan 1-0, thật sự mà nói đến lúc người Thái phải cúi đầu với chúng ta.